Đấy, chào đại gia đình nhà mình nhá. Hôm nay nhà mình sẽ đưa cả nhà đi Yên Bái này. Hiện tại mình đang có mặt ở Mù Cang Chải nha. Cái này cũng làm cái này nó không có được thấy không? Trời mưa nhá. Trời mưa nhưng vẫn có mây cả nhà nhỉ. Đây lên đây thì bà con đồng bào là chuyên làm cốm này. Đấy. Đây này đã cốm nha. Đây. Cả nhà có bánh cốm. Cứ về Hà Nội mua bánh cốm. Đúng không? Mới là chuẩn. Cả nhà mà có ăn ấy thì comment ở dưới cho nha. Mình sẽ mua dùm, mình ship dùm cho. Một ngày mình giã tầm bao nhiêu cân hả chị? Hả? Một ngày mình giã khoảng bao nhiêu cân? Tầm 30 cân. 30 cân thóc à? Giã một ngày tầm 30 cân nhưng mà cắt tiết. Cắt tiết đi được. Nhưng một cân này giá bán là bao nhiêu tiền chị? 100.000 một cân. Thì mấy cân thóc được một cân này? Đến bắt được 3 cân, 4 cân thế thôi. Bố người ta làm du lịch ở đây, người ta làm màu mình giã này thôi, còn đa phần làm máy là nhiều đúng không? Ở đây mình làm thật 100% đúng không? Làm thật đấy, có giả đâu. Có người biết giang mới tốt đến thế thôi, biết giang thì tốt hơn. Cả nhà nhớ xem hết video của mình nhé, đoạn cuối mình quay mâm xôi cho các bạn coi, ruộng bậc thang cho các bạn coi nhé. Bây giờ mình tới đây là Mù Cang Chải này. Hiện tại bây giờ là hơn 12 giờ trưa cho cả nhà nhé. Thì mấy anh em bắt đầu mới ăn cơm này. Đấy. Đây hay cơm này thì có món măng xào này, măng chua này, trâu nha, trâu xào này, thịt rang cháy cạnh này. Đâu rượu đâu anh, nó sẽ làm cốc cho không anh. Mời cả nhà ăn cơm với mình nhé. Rồi tôi chúc sức khỏe anh cái đi. Rồi chúc sức khỏe anh nha. Mời cả nhà nhé, mời nhà uống rượu mình nhé. Rượu gì đây? Không có rượu rồi, có rượu rồi, có rượu rồi. Chú có rồi đó. Đây ly nhỏ đây rồi. Ly nhỏ đây không có em đấy cái ly. Không quá. Làm miếng măng cho nó ra làm sao nhỉ? Nhưng mà cả nhà nhá. Măng xào không. Măng xào không, măng xào gầm. Ngon đấy. Còn khế nấu thịt châu khế đây. Đây thịt châu nấu khế hả? Thịt châu nấu khế này. Mình hiện tại đang ở Mù Cang Chải nhá. Thuộc tỉnh Lào Cai. Yên Bái, Lào Cai Yên Bái chứ. Đây này, châu này, làm mấy thịt châu nó làm sao này. Làm anh Toàn ơi. Đây. Như thế. Mấy à? Ngon. Trời vừa xe lạnh nhé, lại làm ly rượu này ấm người lắm rồi. Cho Tư một em hoa hậu thật đẹp, cho vào rừng sâu. Ở 3 tháng ở được không? Ờ, một năm được. Hả? Một năm ở được. Một năm ở được. Mà nó cứ ngày nào nó mất trời phát. Ừ. Đâu mà được cút. Chơi được. Đâu mà thế thì còn lại mẹ. Không, không chơi. Có nghĩa là cứ quanh quẩn với nó một trong vòng 3 tháng cứ ở trong rừng sâu. Không có người. Cũng được.
kia ở được. Ở được không? Ở được. Nhưng mà không cà phê. Thấy được. Chỉ có ăn cơm với cả thức ăn thôi. Ăn cơm với cả muối nữa. Phẹt. Thật, có thằng nó bảo là cho nó chơi hai đêm rồi nó chấp nhận đi tù 5 năm, 10 năm rồi. Vạ thằng điên. Nó hậu là cái đầu buổi. Thế, nó hậu là cái đéo ấy. Là quạng này bị chỉnh chứa anh nhỉ. Thế nó nổi tiếng. Rồi, nổi tiếng. Thế nhưng mà nó bảo 600 triệu. Bây giờ thích quá hậu. Chạy, bé gốc. Cái này có gì không quấy. Chả có cái gì không quấy. Cái sao ấy? À đây đây đây, đó đó, có chụp đi, chậm chậm chậm. Cứ bình thường đi, cái gì đâu. Tí nữa em gửi cho anh cái clip này nhá. Cái clip này là clip đang nhớ đấy. Gửi cho anh cái clip này ra đâu nhá. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Chúc quý vị chia sẻ một ông quay, chia sẻ cho cả làng đi. Có nghĩa là lên đây là nó đỡ mùi rồi đấy đúng không? Bớt mùi rồi đấy. Bắt đầu nhìn thấy được rồi đấy. Núi cao đồi đẹp thế này mà nó làm dụng bậc. Nói đúng đấy ạ. Nó làm dụng bậc thang đẹp cũng hay. Cái này hình như là trung tâm huyện Mù Căng Chải này. Có đồng bản trung tâm huyện này. Bến xe Hồng Nga này. À, xe máy không phải bến xe. Cửa hàng bán xe máy. Chắc đến trung tâm chẳng. Chỉ thứ gì? Đã ba Kim Sát, Phú Luông. Phú Luông. Đây Phú Nu á. Đẹp không kìa? Đấy chưa? Đây cửa quang đẹp chưa? Quá đẹp luôn nè. Đầu dưới kia chụp hình nhá. Cứ đi lấy bình thường đi. Chụp được không? Chụp được không nè. Cái cho Tư chụp xong rồi gửi ra cho anh em. Chuyên gia quay phim và chụp ảnh. Khô rồi đấy, đường khô đẹp đấy. Tắt ra đây chưa? Đất này cũng không phải đất đẹp phải không? Nó xấu nhỉ? Đất rắn. Đang vào mùa này nó đẹp phải không? Ôi nó be bờ cao phết đẹp. Nó chín vàng quá đẹp luôn. Đây đang là mùa tháng 9 dương lịch nhé. Các bạn nhớ lên đây chơi. Đẹp lắm, thơ mộng. Nếu muốn đẻ con trai nên đây là đẻ con trai luôn. Đẹp không? Rừng rừng, giữa rừng già tôi không thấy gì đâu. Đẹp này, cung đường này quay đẹp này. Nó có dụng dần trên cao này. Mời các bạn đến thăm đất nước tôi, Mù Quang Chải, rừng xanh ngào ngạt, hoa thơm ngào ngát, đúng không? Chứ không phải ngào ngán đâu nha. Xác định các bạn lên đây chỉ có thông và thông thôi. Ôi giời, trên kia mà nó còn có cái ruộng kìa. Cung đường đèo tuyệt vời, uốn khúc quanh co. Có câu hò nậm nô ta hát. Kia bên bậc cái đẹp kìa. Quá đẹp. Ngắm chỗ nào để chụp dựa một thang nhỉ? Tư phải ngắm cho anh mấy cái cảnh. Có một cô gái Thái cô đứng coi cắt coi cắt đúa kìa. Đấy. Thấy anh thấy đẹp không? Rồi.
Hiện tại mình đang đúng cái chỗ mù căng trải đấy cả nhà nhé. Hiện tại mình đang ở chỗ mâm xôi này. Đấy. Này mình quay trực tiếp luôn này, quay rõ nét cho bạn con xem luôn này. Như máy này mình quay được từng góc cạnh luôn nhá, nét từng mini luôn này. Hiện tại bây giờ là khoảng ở tầm hơn 2 giờ chiều các bạn nhé. Trời rất là đẹp. Thấy video này hay ý nghĩa thì nhớ like nhé, nhớ like cho xe cho mình nhé. Bạn thấy đẹp không? Đấy, các bạn nhìn thấy mâm xôi chưa? Đấy. Quá chuẩn luôn, quá thơ mộng luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Hôm nay mình đi là mình quay hết cảnh cho các bạn từ đầu đến đuôi đấy, hết mù căng trải rồi đấy nha. Các bạn thấy hay nhớ like cho mình nha. Mình chào các bạn nha.